mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bàn về giao tế ăn mặc, buổi giảng ở Huệ Châu của Quả Khanh. Tu hành là phải tu nơi tâm, không phải chỉ tu ở hành vi thôi. Nếu hành vi tốt mà tâm nghĩ loạn, nghĩ sằng, thì cách tu này không có tác dụng. Thời xưa, nam nữ thù thù bất thân, không thể ôm nhau. Nếu thân mật lắm thì chỉ có thể nắm tay. Gặp nhau nếu có ái mộ thì chỉ nghĩ người này sao mà xinh đẹp thế. Vì luân lý ngày xưa luôn vậy, nam nữ hữu biệt, không cho phép hành xử buông thả. Thời nay thì thế nào? Bạn thấy nghe trên truyền hình, giới nữ ăn mặc cực kỳ hở hang, còn tự cho như vậy là thật tuyệt. Đây gọi là không biết xấu hổ. Bởi sự ăn dần hở hang như thế là khơi gợi lòng dâm, xúi người khởi dục phạm tội. Cho nên bạn phạm tội lớn phải xuống địa ngục rất điên đảo. Còn nữa, nữ vốn để tóc dài, nam để tóc ngắn. Nhưng bạn xem hiện tại đi, nam nhân để tóc dài uốn, ép, sấy hay cột đuôi thắt biếm. Còn con gái thì để tóc như con trai. Mấy ông lại mặc y phục qua, nữ mặc màu xám, đen. Hiện tại đa số như thế ngược ngạo cả. Thời nay nam nữ mặc y phục rất lạ. Con gái mặc hở rốn, hở bụng, tỉnh bơ đi ngoài đường. Có lúc còn không mặc quần, rất là điên đảo. Mặc hở hang khiêu gợi như vậy có phải là để nam nhân nhìn thấy ta thì rạo rực, phát cuồng, bùng khởi ham muốn tình dục? Bạn có biết làm vậy là mình đang phạm tội chăng? Bạn có biết ăn mặc vậy sẽ khiến bao nam nhân khởi dục vọng tà niệm? Nam nhân phạm tội là do bạn khiêu gợi tạo thành. Bạn cũng góp phần suối bẫy. Việc phạm tội bạn có biết không? Lúc nghe tôi thuyết giảng, các cô gái ngồi dưới đài đều lộ vẻ xấu hổ. Bởi các cô thuộc con nhà rất giàu, ai cũng ăn mặc đẹp. Đa số toàn mặc hở ngực hở lưng, thậm chí khoe cả bụng rốn ra ngay trước Phật được. Nhưng các cô gái này vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe tôi giảng. Cuối cùng tôi hỏi họ: quý vị biết động vật và người khác nhau chỗ nào không? Dạ có. Tôi hỏi: khác nhau thế nào? Các cô đáp: động vật không biết xấu hổ, còn con người biết xấu hổ. Đúng vậy, động vật mà luyến ái thì con đực đuổi theo cái, bộc lộ dục vọng thẳng thừng. Còn loài người chúng ta thì biết e lệ giữ gìn. Bạn xem, chúng ta hiện nay cư xử dạng dĩ giống như động vật. Theo quan niệm đúng đắn thì phải là con gái luôn biết giữ thân, ăn dần kín đáo, khéo tự bảo hộ mình, không nên khiêu gợi, làm người phát sinh tà niệm. Vì nếu gặp kẻ không tự khống chế được thì họ sẽ xâm hại. Đáng tiếc là thời nay phái nữ ăn mặc càng lúc càng mỏng, ngắn, thiếu giải thậm tệ. Đến nỗi dù đi trên đường lộ hay lái xe vào công sở, nhìn đâu cũng thấy. Buổi sáng các cô nghe tôi giảng rồi thì chiều đó khi đến, tất cả các cô đều thay đổi y phục kín đáo, lịch sự, trang nghiêm. Như vậy đủ chứng minh con cháu chúng ta vốn rất ngoan, chỉ vì không được ai chỉ dạy cho thôi. Bạn chỉ cần chịu khó giải thích thì con cháu mình sẽ hiểu và không thèm ăn mặc lố lăng nữa. Giữ giới là tuân thủ hành những điều tốt cho ta lẫn người khác. Nếu mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều hành đúng pháp, tất nhiên hợp đạo, ắt cuộc sống sẽ được thuận lợi. Ai sống thất đạo vô đức, tất nhiên phúc chẳng đến cửa. Tuy rằng chúng ta đang sống đây, nhưng thực sự ai cũng phải chết. Song bạn đâu biết lúc nào mình chết và sẽ chết như thế nào. Vì vậy mà sau khi nghe giảng, hiểu pháp rồi thì ráng tranh thủ tu hành. Như thế thì một khi cái chết đến, bạn sẽ không bị rơi vào cõi xấu. Hiện tại dù bạn có tiền, có quyền thế, cũng đừng cho rằng mình luôn có kết quả tốt. Bởi cho dù bạn tốt tính thì cũng không chắc chắn chi. Nếu trong quá khứ bạn từng sát sinh, ăn thịt, tạo rất nhiều nghiệp xấu, hãy tự kiểm xem bạn đã sám hối chưa. Lương Hoàng Sám là bộ sám văn rất hay, rất hữu hiệu. Tôi mong mọi người hãy nương theo sự hướng dẫn trong đây, siêng năng sám hối. Trong Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối, Phật Thích Ca có nói: thời mạt pháp dâm tâm hừng thịnh, mọi người đều xúm nhau quảng bá dâm dục,
ngày ngày tán dương dâm, bạn xem có phải là thời này chăng? Hiện nay ở đâu cũng thấy quảng cáo, từ ngoài đường, phố xá đến báo đài, truyền hình, gì cũng quảng cáo. Nhưng người quảng cáo thường ăn mặc rất hở hang. Hôm kia đi trên đường, tôi đang chờ đèn đỏ thì thấy bốn cô gái bên cạnh mặc y phục hở cả lưng eo. Mốt bây giờ là mặc hở rốn, hở eo, phơi hết bụng ra. Quần hay váy gì cũng cực ngắn, còn mặc tụt xuống thật thấp. Không phải kiểu ăn mặc ít dạ như thế chỉ có tại địa phương này mà khắp nơi. Đa số các vị mặc như muốn phơi thân hết ra ngoài, y phục càng lúc càng mỏng, ngắn cực kỳ. Người thời nay quá chú trọng chuyện phòng the, còn ca ngợi hướng dẫn, chỉ bài dâm tà, thậm chí khuyến khích cả việc thủ dâm và cho đó là bình thường vô hạn. Làm vậy tương lai đều sẽ xuống địa ngục. Vì thế người tu phải thanh tâm quả dục, dốc sức đoạn trừ dâm dục. Vì chúng ta là phàm phu nên vẫn còn dâm tâm, nhưng phải lo khử trừ vọng niệm này. Quý vị có thể làm được chăng? Nhiều độc giả xem sách tôi, họ chỉ là những cặp vợ chồng trẻ, độ khoảng 20-30 tuổi, đã có con viên mãn, sau hiện nay đều rất thích tu và quyết tâm đoạn dục. Đa số người thời nay ưa săn lùng thuốc tráng dương, cường âm, vì họ muốn làm tân đương tân lang mỗi ngày, nên xúm nhau lo kiếm thuốc săn ngực, chắc chân, bổ chỗ này, bổ chỗ kia. Nữ nhân thì khoái ăn diện hở hang đến mức muốn nam nhân nhìn các cô là khởi dục. Bạn có biết làm vậy là tạo nghiệp ác, sẽ chịu khổ báo đến cho bản thân mình hay không? Lần này khi đến phi trường Thượng Hải chuẩn bị lên phi cơ, tôi nhìn thấy tấm hình cô gái quảng cáo treo trên vách một tòa lầu. Hình cô được phóng to, lớn hơn nhiều so với người thật. Đó là một cô gái tóc vàng mặc bikini. Các ông vừa nhìn thì mắt liền dán chặt vào thân thể cô, chẳng muốn bước đi. Họ đều nghĩ, chà, sao mà bốc lửa bắt mắt quá. Đúng là cô gái này trời cho body đẹp. Tôi vừa nhìn thì cảm giác đầu tiên là cô ta rất đẹp. Nhưng cảm giác tiếp theo là tôi thấy rõ mồn một, cô hiện đang mắc bệnh phụ khoa rất nặng. Nghĩa là sao đây? Bởi vì rất nhiều nam nhân vừa nhìn thấy cô thảy đều dừng chân ngó chăm chăm. Thân thể cô quả nhiên mỹ lệ và quyến rũ. Tại phía trường này ngày nào cũng có đông người đến đây. Các ông vừa nhìn cô thì đa số đều khởi ý nghĩ sằng bậy, dục phát ào ào, bởi cô ăn dần quá hở hang khiêu gợi. Chưa hết, sau khi các nam nhân này về đến nhà rồi thì trong óc họ luôn tơ tưởng đến hình dáng bốc lửa của cô, kèm theo là ý tà dâm mãnh liệt. Như vậy rất không tốt. Tôi quan sát tiếp, thấy rõ cô gái này vẫn chưa chết, nhưng hiện đang nằm liệt trên giường, không thể cử động, bởi cô bị bệnh phụ khoa quá nặng. Có lẽ cô sống cũng không làm việc gì bậy, lỗi, chỉ có chụp quảng cáo thôi. Nhưng chính vì cô mặc hai mảnh quảng cáo như thế, vô tình làm hại vô lượng vô biên người, cô đã phạm lỗi, âm thầm gợi dục, kích khởi dâm tâm người bộc phát. Vì vậy, các cô tuyệt đối không nên ăn mặc hở hang. Bạn muốn hở hang để lộ hàng, khoe thân thì chính là đang kêu gợi lòng dâm. Mà kích thích là một người sinh tâm dâm thôi thì tội đã vô biên rồi. Chúng ta hiện tại đều ca ngợi tình ái, yêu đương, nhiều tình lắm dục để làm chi? Bạn muốn nam nhân nhìn bạn phải nổi dục, phát tình ư? Như vậy là muốn khơi gợi dâm tâm của người khác giới. Đấy chính là tội lỗi của bạn. Đối với bản thân bạn rất có hại, vì tội này do bạn tạo ra. Giống như cô gái trong hình quảng cáo kia, cô chẳng có làm gì bậy, nhưng chính tấm hình hở hang của cô đã gợi dục, làm loạn tâm nhiều ông, thúc đẩy dâm tâm họ bùng phát. Hiện nay ta thường thấy những hình ảnh hay các cảnh quay quảng cáo, trong đó người mẫu hở hang tận mặt. Những loại quảng cáo dạng này rất có hại và mang tội nghiêm trọng, vì có ý gợi dục khơi dâm. Cho nên đã là đệ tử Phật, thực tâm muốn tu thì sát đạo dâm vọng chúng ta nhất định phải đoạn trừ. Cũng xin nhắn nhủ phái nữ, khi đến chùa nên ăn dần kín đáo, không nên hở hang.